Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường cũng như đi qua những góc nhìn về thị trường ở trong những phiên tới. Anh chị hiện tại đang xem video của em nếu mà thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like video ha, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng có để thông tin liên hệ là Zalo và số điện thoại. Thì nếu anh chị nào hiện tại đang có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong đêm khách hàng tại VBS, có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư về điểm mua điểm bán, cũng như là về các cái vấn đề liên quan tới thị trường và cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm ha. Và nếu anh chị nào có nhu cầu tham gia thị trường phái sinh thì em cũng sẽ có hỗ trợ để giúp anh chị có thể hedging hoặc là kiếm được tiền khi mà thị trường rơi vào những cái đoạn giảm điểm. Rồi thì cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Đừng quên bấm like cũng như là subscribe kênh để nhận những cái thông báo sớm nhất về video hàng ngày của em ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. Thì theo như video ngày hôm qua, chúng ta đánh giá về cái nhịp phục hồi của thị trường tiếp diễn sau khi mà nó có một cái phiên rút chân ở quanh cái vùng 1075 và chính thức đóng cửa được lại trên cái mốc là 1100 điểm. Thì cái điểm yếu duy nhất của nó đó chính là thiếu volume, tức là thiếu đi cái sự đồng thuận của cầu và cái áp lực bán duy trì ở cái giai đoạn cuối ngày khiến cho thị trường không thể đóng cửa được ở mức cao nhất ngày. Cho nên mặc dù là nó đóng ở trên cái mức 1100 nhưng mình vẫn thấy được cái chủ đích là không muốn neo chỉ số, hay là nói cách khác là không muốn kéo chỉ số lên quá cao của tạo lập thị trường. Khi mà họ sử dụng những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn như là Masan, như là Vinhome, như là VIX để nén chỉ số, để đè chỉ số là quanh cái vùng này. Mặc dù là rất là nhiều cổ phiếu trong thị trường, thậm chí là có những cổ phiếu đã cố gắng vượt đỉnh cũ nè. Ví dụ ngày hôm nay là có SJC nó nỗ lực tăng ở trong phiên đúng không? Rồi ngày hôm trước là có BDR cũng đã vượt đỉnh cũ này, hay Nam Kim cũng đã tiệm cận đỉnh cũ. Vậy tức là đối với các cổ phiếu thuộc các cái nhóm ngành mà có nhiều nhà đầu tư tham gia thì nhiều cổ phiếu đã tăng rất tốt và thậm chí là quay về gần cái đỉnh cũ. Nhưng về mặt chỉ số, tức là đối với các mã cổ phiếu đặc biệt là nằm trong VN30 thì nó có một cái áp lực bán chặn ở phía trên khá là lớn, nó khiến cho chỉ số không có tăng được quá nhiều, mặc dù là chúng ta có quá nhiều thông tin tốt ở cái đoạn này. Ví dụ như là từ chứng khoán thế giới, từ vĩ mô, từ chỉ số đô la index, từ tỷ giá, mọi thứ đều đã ổn định dần trở lại sau cái đoạn điều chỉnh từ 1250 về giai đoạn 1020. Thì ngày hôm qua mới để cái tiêu đề đó chính là tại sao tạo lập lại có xu hướng kìm hãm chỉ số như vậy. Tại sao lại cái xu hướng kìm hãm chỉ số như vậy? Và ngày hôm nay thì một lần nữa mình thấy được là cáp được bán chặn ở phía trên nó vẫn khá là quyết liệt. Khi mà thị trường nó lình xình chủ yếu là ở giai đoạn đầu ngày, thì thị trường lình xình nó lên quanh cái mốc là trên 1100 điểm. Có những thời điểm thị trường đã tăng rất tốt, thậm chí là có những cái nhóm cổ phiếu tăng điểm vượt trội như là nhóm khu công nghiệp. Những mã như là VGC, IDC nó cũng đã tăng được cái mức khoảng tầm từ 3-5%. Nó tạo được cái động lực về tâm lý rất tốt cho thị trường, nó vẫn cho thấy sự phân hóa. Anh chị thấy được là mặc dù ngày hôm nay chịu cáp được chút lời nhưng mà vẫn có khá là nhiều cổ phiếu tăng điểm tốt. Ví dụ mình thấy được là ngày hôm nay chúng ta có nhóm khu công nghiệp nè, là vẫn duy trì được cái đà tăng cho đến cuối ngày, mặc dù là có gặp cáp được chút lời. Rồi nhóm hóa chất nè, cái nhóm về phân bón hóa chất thì nó cũng có cái xu hướng tăng tương đối. Rồi hay nói là hay những cái nhóm khác. Ngược lại thì có chứng khoán này, bất động sản này, thép nè, thì ngày hôm nay gặp cáp được chút lời. Tức là mình thấy được cái sự luân phiên phân hóa của dòng tiền, nó vẫn đang ủng hộ cho cái xu hướng đi ngang, tức là cái xu hướng sideways của thị trường hiện tại. Tức là nó sẽ khó đi xa hơn về cái mặt chỉ số, nhưng mà nó có thể lên sinh ở cái đoạn này một thời gian trước khi mà nó có một cái phe nào áp đảo được hoàn toàn về cầu hay là về cung. Nhưng mà mình nói về câu chuyện đó chính là cái lực bán chặn ở phía trên này. Thì khả năng rất cao với cái bối cảnh nhiều thông tin tốt như hiện tại nhưng chỉ số không thực sự muốn tăng, tức là nó có sự kìm nén chỉ số lại, thì có thể chúng ta đứng ở góc độ của tạo lập thị trường, thì có thể là họ đang trông đợi vào một cái thông tin gì đó, có thể là một thông tin xấu liên quan tới bắt bớ chẳng hạn mà trước đó em có đề cập tới, hoặc là cái diễn biến điều chỉnh từ chứng khoán thế giới. Là bởi vì thực ra nếu đứng ở góc độ của những cái smart money, tức là những cái dòng tiền lớn, thì giai đoạn vừa rồi chứng khoán thế giới đã tăng rất tốt, nó đã tăng được khoảng tầm 10-13% từ vùng đáy, và hầu như chưa xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh nào. Nên trong một cái bối cảnh mà chứng khoán thế giới tăng tốt như vậy nhưng chưa xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh thì nó cũng dấy lên một cái nỗi lo ngại, đó chính là nó sẽ gặp cáp được chút lời tại cái vùng đỉnh cũ của nó. Ví dụ anh chị thấy được ngày hôm qua thực ra chứng khoán thế giới vẫn tăng điểm, tăng nhẹ tương đối tốt, nhưng mà nó vẫn đang ở giai đoạn lình xình và nó gặp cáp được chút lời ngược ở buổi tối ngày hôm qua. Tức là trong phiên có những thời điểm tăng tốt nhưng mà cuối ngày thì nó bị chốt ngược lại quanh cái mức tham chiếu, vì tức là hiện tại nó đang đi sideways loanh quanh cái vùng đỉnh cũ của nó trước đó. Nên có thể là đứng ở góc độ của smart money thì họ đang lo ngại rằng là cái áp lực chốt lời từ chứng khoán thế giới nó sẽ gây sức ép lên thị trường. Nên nếu bây giờ mà kéo sớm, lỡ đâu kéo ngay cái nhịp mà chứng khoán thế giới chỉnh
thì họ sẽ gặp áp lực chốt lời từ nhà đầu tư. Nó đứng ở góc độ của họ thì giai đoạn này cái việc mà họ trông đợi và họ chờ khi chứng khoán thế giới chỉnh xong rồi hoặc là bắt đầu xuất hiện nhịp chỉnh rồi thì khi đó họ bắt đầu đổ tiền vào, cũng như hấp thụ lại cái lượng tiền từ nhà đầu tư cá nhân thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Là bởi vì trong cái bối cảnh mà lúc chứng khoán thế giới điều chỉnh như vậy á, thì khi mà họ có kéo lên á, thì nó sẽ tạo ra cái tâm thế là kéo trong sự nghi ngờ, là bởi vì hầu hết nhà đầu tư lúc đó sẽ nhìn vào chứng khoán thế giới và họ sẽ không dám mua. Trong khi đó thì lúc đó tạo lập cũng sẽ có thể hấp thụ lại cái lực chốt lời đến từ những cái nhà đầu tư cá nhân đã bắt đáy ở cái nhịp vừa rồi. Nên đó là cái bối cảnh hiện tại mà em nghĩ là tạo lập họ đang trông chờ. Thì một tí nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn về cái diễn biến kỹ thuật để anh chị nắm về cái diễn biến hiện tại của thị trường ha. Còn đó là cái bối cảnh hiện tại mà chúng ta nắm để mình biết được cái động thái sắp tới mà chúng ta nên làm là gì. Nhìn chung thì chiến thuật thì vẫn chưa thay đổi so với những cái video trước đó. Là bởi vì xu hướng thị trường thì vẫn như vậy thôi. Nó vẫn lên sinh, tăng giảm đang xen trong cái biên độ thôi. Thì về thị trường thì ngày hôm nay chúng ta có 138 mã tăng so với lại là 362 mã giảm, tức là số mã giảm nó áp đảo so với lại số mã tăng và nó đưa thị trường về dưới cái mức 1.100 điểm. Có thể nói đây là cái lần thứ 5 rồi mà chúng ta lình xình lên quanh cái mốc 1.100 điểm này. Nếu ngày mai mình vượt lại 1.100 thì lại là lần thứ 5 trong tháng vượt 1.100 điểm. Thanh khoản thì là 16.400 tỷ đồng. Mức thanh khoản này nó cao hơn hẳn so với lại hai phiên trước đó. Và nó tập trung dồn vào cái phiên ATC. Thì thực ra là cái phiên ATC ngày hôm nay có một số quỹ có thể tham gia cơ cấu khi mà mình thấy được là rất là nhiều cổ phiếu trong VIN30 nó có cái volume lớn đột biến lên. Mình nhìn cái đồ thị 5 phút thì mình thấy rõ là ví dụ VinHorn nè, lên sinh trong phiên nhưng mà ATC thì nó khớp lên tới 2.700.000. Masan thì ATC cũng khớp đâu đó khoảng tầm 900.000, trong khi đó thanh khoản cả ngày chỉ có là 2.200.000 thôi. Vậy tức là chỉ riêng ATC là đóng góp khoảng 1/2 thanh khoản của cả ngày rồi. Những mà cổ phiếu như Vietcombank rồi như là Hòa Phát như là Nam Kim thì đều có thanh khoản rất lớn vào ATC, đồng nghĩa là ATC ngày hôm nay có sự can thiệp của các quỹ đầu tư. Đó là có. Thì mình chưa chắc được là quỹ đầu tư nào. Thì nó có thể là một quỹ ETF hoặc là một cái quỹ bán chủ động. Còn về cái việc là mọi người đang share là cái quỹ một số quỹ sẽ review và chốt NAV, tức là chốt cái danh mục của mình vào ngày 15 tháng 12 á, thì thật ra là theo cá nhân em đánh giá thì nó sẽ không có nghiêng về cái chiều hướng là các quỹ đó họ cơ cấu sớm với cái số lượng lớn như vậy đâu. Có thể là ở đây có một cái quỹ chủ động nào đó họ chủ động bán vào cái phiên ATC để có thể chốt cái danh mục của họ trong cái chốt NAV của họ trong tháng 11 thôi. Thì cái đó thì một số đầu thì hiện tại đang cho rằng đó là các cái quỹ MSCI. Thì cá nhân em đánh giá thì cái việc mà chúng ta có cái lực bán đột biến hoặc là một cái lực mua đột biến, ví dụ ngày hôm nay thay vì bị bán nó cũng có một số cổ phiếu được tôi mua vào cuối ngày nè, ví dụ Nam Kim được mua từ cuối ngày đúng không, từ mức 22.8 lên 23 này đúng không, rồi chúng ta có Daveco cũng được mua vào giai đoạn cuối ngày này, là mua được khoảng gần 2.000.000 này, DBM cũng được bật xanh lên từ 32.4 lên gần 33 này, DCM cũng vậy, là tức là không chỉ là bị bán nha. Vẫn có một số cổ phiếu được mua, điều đồng nghĩa với việc là ngày mai có thể đầu ngày chúng ta sẽ có một cái động thái trả điểm. Thì tất nhiên là nếu mà xét về mặt thị trường thì do chúng ta bị đạp ATC, đạp khoảng vài điểm đó. Thật ra là trước ATC thì chỉ số của mình nó đã là khoảng đâu đó 1.097 rồi, tức là trước ATC mình đã thủng 1.001 rồi. Nên ngày mai nếu mà có trả thì em nghe nó cũng trả lên sình khoảng 1.097, 1.098, tức là nó cũng sẽ không trả quá nhiều. Là bởi vì thực tế chúng ta phải loại bỏ cái tác động của phiên ATC ra thì chúng ta vẫn bị bán nha. Tức là không phải là chúng ta thấy là phiên ATC bị bán như vậy thì nó không có xấu, mà thực ra là chúng ta vẫn bị bán trước ATC, và thật ra cả phiên ngày hôm qua chúng ta cũng bị bán nữa. Kết hợp cả hai phiên này lại thì rõ ràng cái lực cung ở phía trên cái ngưỡng 1.100 hiện tại vẫn đang là áp đảo so với lại lượng cầu. Nên nếu mà loại bỏ cái tác động của phiên ATC ra thì có thể đầu ngày mai chúng ta sẽ có cái nhịp tăng nhẹ 2-3 điểm. Nó cũng sẽ phụ thuộc vào chứng khoán thế giới tối ngày hôm nay. Hiện tại thì vẫn không có gì xấu. Cơ bản là em thấy chứng khoán thế giới cơ bản là nó vẫn đang neo và giữ giá khá là tốt ở trong cái nhịp vừa rồi. Là bởi vì nó cũng có khá là nhiều thông tin tốt hỗ trợ. Từ cả lãi suất, từ cả những cái yếu tố về chính sách, cũng như là GDP. Ngày hôm qua GDP ra thì số cũng tăng trưởng khá là tốt. Rồi CPI ở trong tháng vừa rồi nó cũng có cái mức giảm tương đối đó, nó giảm so với dự đoán đó. Đó là lý do vì sao mà người ta kỳ vọng rằng là lãi suất Mỹ sẽ đảo chiều luôn ở trong đầu 2024. Đấy, thì đó là về cái diễn biến hiện tại của VN-Index và cũng như cái diễn biến đầu phiên ngày mai mà chúng ta cần lưu ý. Tức là ngày mai đầu ngày có thể trả điểm để quay về cái mức khoảng 1.097, 1.098. Nhưng mà cơ bản thì chúng ta vẫn sẽ cần kiểm tra lại cái áp lực cung này, là bởi vì là có cung bán ra thật chứ không phải là chỉ có cung ATC. Nên mình cũng sẽ chú ý thêm cái đó ha. Rồi thì xét về mặt tổng thể đi thì anh chị thấy được là rõ ràng nếu chúng ta nhìn ở cái đồ thị giờ thì mình thấy rất rõ là hiện tại VN vẫn đang cân bằng thôi, tức là nó vẫn đang giằng co trong biên hai biên, biên dưới là quanh 1.075, 1.080, biên trên là quanh 1.120 tới 1.130 lân quanh cái vùng ở phía trên đó. Thì thực tế thì chúng ta vẫn chưa có một cái phe nào chiếm được ưu thế hoàn toàn,
À, khi mà cung cầu thì cơ bản là cũng đang đang xen à, và những cái phiên tăng giảm đang xen của thị trường à, nó khiến cho VN nó cũng dằn co trong cái biên độ này thôi à, nhưng điểm cộng là các cổ phiếu thì cũng có những nhóm ngành tăng tốt, cũng có những nhóm ngành à, cơ bản là nhóm ngành đa phần giai đoạn này thì đang bắt đầu sẽ quay lại à, như em nói với anh chị ngày hôm trước mình thấy được là đa phần các cổ phiếu đều có biên đúng không, USI cũng có biên lại đúng không, bắt đầu anh chị thấy nó bắt đầu sẽ quay đi ngang, nó có biên độ để trading á, thì chiến lược hiện tại chúng ta vẫn là bám sát cái biên độ để trading là chính. À, vẫn là bám biên để trading à, và chúng ta vẫn sẽ ưu tiên, bởi vì với cái biến động thị trường nhanh như hiện tại à, và diễn ra trong một thời gian có thể nói là vài phút thôi, thì nó đã biến, nó đã khiến thị trường giảm 50 điểm hoặc là tăng 50 điểm rồi à, và nó dồn vào ATC rất nhiều à, thì hiện tại cái khuyến khích của em á, thì vẫn là tập trung trading trên cái danh mục có sẵn à, trên cái danh mục có sẵn. Lợi thế của mình khi mà mình trading trên cái danh mục có sẵn đó, tức là mình đã có hàng à, khi mà chúng ta bắt đầu mua ở một cái vị thế à, ví dụ anh chị thấy được là khi mà cổ phiếu anh chị nó về là những cái vùng hỗ trợ bên dưới à, thì mình có thể tự tin mua vào à, và thậm chí nếu mà trong phiên hoặc là một hai phiên khi mà hàng chưa về à, mà giá nó chạm cái ngưỡng mục tiêu hoặc nó chạm cái biên trên luôn thì mình cũng có thể canh mình đảo ra luôn à, khi mà mình thấy à, là nó tăng gọi là hơi rướng à, cơ bản là mình vẫn tập trung vào cái biên độ của nó để mình trade đi, để mình giảm giá vốn à, chứ giai đoạn này mình sẽ rất hạn chế mua rác nha. À, tức là hạn chế mua đuổi hoặc là cả bán đuổi luôn. Bây giờ nếu mà nó có thủng xuống thì ra cũng rất là khó bán đuổi à, là bởi vì cơ bản là nó vẫn cân bằng. Nếu mà volume nó không tăng, ví dụ giai đoạn này chỉ thấy một số cổ phiếu nó có thể bắt đầu gặp những cái nhịp bán à, thủng cái vùng hỗ trợ vừa rồi à, nhưng mà volume nó vẫn thấp thì nó vẫn cho thấy được là cái xu hướng sideways chưa thay đổi đâu à, nó vẫn sẽ cần một cái yếu tố về dòng tiền à, để gọi là quyết định cái xu hướng ở trong ở giai đoạn tới à, là bởi vì đoạn này mình thấy được là thị trường cơ bản là vẫn đang cân bằng à, chứ chưa thực sự là nó xác định được cái xu hướng của nó. À rồi, thì em vẫn giữ quan điểm thôi à, là cái mốc 1075 sẽ là chốt chặn của cái đợt tăng lần này à, chúng ta đã test lại nó quá nhiều lần rồi à, và bây giờ khi mà chúng ta thậm chí nếu mà giai đoạn tới chúng ta có quay về kiểm tra cái ngưỡng này một lần nữa à, thì em vẫn đánh giá đây là cái ngưỡng chốt chặn. Vậy tức là nếu mà bây giờ chúng ta quay về dưới cái ngưỡng này à, thì hầu hết các vị thế trading chúng ta vẫn sẽ, thậm chí là chúng ta sẽ không trading. Ngày hôm trước tại đó đối với em cái việc mà quay về dưới 1100 là đã rất hạn chế trading rồi à, mà chúng ta chỉ nên bám biên để trade đối với danh mục có sẵn thôi à, là bởi vì mình vẫn sẽ tận dụng cái danh mục đó để mình giảm giá vốn khi mà các cổ phiếu nó có biên độ à, nhưng nếu trong bối cảnh à, mà giai đoạn này cái ngưỡng 1075 nó sẽ là một cái ngưỡng chốt chặn à, vậy nếu mà giai đoạn tới khi mà thị trường nó quay về dưới cái ngưỡng này à, và nó không đóng cửa lại được trên cái mốc này, tức là cái lượng cầu nó không đủ sức để cân lại à, thì khả năng rất cao cái đoạn sau mình sẽ lại về test là cái đáy cũ phía dưới. Nên đó là lý do vì sao mà cá nhân đánh giá à, cái mốc 1075 vẫn là cái chốt chặn của cái xu hướng tăng lần này luôn, chứ nó không hẳn là của các vị thế trading à, tức là đối với cả các vị thế holding thì mình hoàn toàn cũng có thể đảo ra để mình chờ mình cover lại ở những cái vùng hỗ trợ thấp hơn à, thì đó là cái chiến lược hiện tại mà chúng ta vẫn bám sát à, so với lại cái diễn biến hiện tại của thị trường ha. Nhưng chung đoạn này là một cái đoạn mà thị trường biến động tăng giảm đang xen, nên rất là khó để chúng ta có thể dự đoán được ngắn hạn là thị trường sẽ lên hay xuống à, chúng ta chỉ có thể nhìn nhận ở trong một cái giai đoạn à, thì nó đang có một cái biên độ à, và nó trading ở trong cái biên độ đó à, thì mình bám sát cái biên độ đó và mình trading thôi à, và dòng tiền lớn thì em vẫn đánh giá là họ vẫn đang trông đợi vào một cái thông tin gì đó à, để thử thách à, cho cầu ở cái giai đoạn này à, có thể là một thông tin xấu, thậm chí là một thông tin tốt như ngày hôm qua em có nói. Cá nhân em thì em cần một cái thông tin để định hướng thị trường thôi à, lý do là bởi vì giai đoạn này nó đang bị lẫn lộn giữa cầu của tổ chức và cầu cá nhân, là bởi vì nó sideways mà à, mình chưa biết được là thực ra phe nào đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Nhào tới cá nhân người ta vẫn mua đây được nhiều nha, rất là nhiều người mua đây là bởi vì người ta thấy rằng thị trường sideways lại tốt, cổ phiếu vẫn tăng tốt mà à, nhưng mà mình vẫn chưa phân tách ra được cái cầu này là cầu tổ chức hay là cầu cá nhân và cái phe nào đang chiếm ưu thế à, thì cái cách để chúng ta phân biệt nó thì chúng ta cần một cái thông tin để định hướng được cái dòng tiền của nhào tới cá nhân à, ví dụ như em nói là có một thông tin gì đó xấu à, thì khi đó hầu hết nhào tới cá nhân người ta sẽ quan ngại à, và có thể thị trường nó cũng sẽ có những cái diễn biến điều chỉnh giảm theo cái thông tin đó. Nhưng mình biết được là với những thông tin đó thì đa phần nhà đầu tư cá nhân sẽ nghiêng về chiều bán hơn là chiều mua. Vậy lúc đó cái lượng cầu xuất hiện trong thị trường thì đa phần sẽ là gì à, đa phần sẽ là cầu của tổ chức. Ê, và ngược lại thôi, nếu mà có thông tin gì đó rất tốt, chẳng hạn ví dụ như là thông tin về việc là chính phủ sẽ bơm tiền qua những cái kênh khác, hoặc là thông tin về việc là chứng khoán thế giới tăng điểm tốt à, thì đó vẫn là những thông tin mà chúng ta có thể dựa vào để định hướng được cái dòng tiền nhà đầu tư cá nhân à, nên cơ bản thì ở trong những giai đoạn sideways thế này thì thật ra thị trường nó sẽ biến động à, rất là loạn xạ à, và chúng ta cũng không nên cố gắng đoán làm gì cái diễn biến của nó trong ngắn hạn à, chúng ta cứ biết cái chiến lược của nó, tức là cái chủ đích của nó ở giai đoạn này, và chúng ta cứ bám theo cái plan đó à, bám theo cái biên đó để chúng ta trade đi với cái tài khoản của mình thôi à, với lại cũng tránh là chạy tới chạy lui à, giai đoạn này mà cứ chạy tới chạy lui mua bán rồi xong rồi rất là dễ dính những cái đạn mà bull trap của nó
À, mặc dù là thị trường không tăng không giảm nhưng mà danh mục mình cứ bị giảm, có sẽ có những cái hiện tượng đó thôi, nên mình cũng chú ý cái đó theo dùm em ha. Rồi thì em nghĩ là nếu mà có thông tin gì xấu thì nó nên đến sớm sớm đi, để mà thị trường nó còn sớm cân bằng và hấp thụ lại cái thông tin đó. Chứ nếu mà nó cứ lình xình ở đây thì nó vô hình chung nó sẽ rất là dễ tạo cái điểm mua giá rẻ, tức là nó cứ lình xình ở cái vùng giá thấp này á, tại vì giá này thật ra không cao nha chị ha, nó vẫn không cao so với lại cái đoạn giảm vừa rồi đâu, nên nếu mà giữ ở đây càng lâu thì em nghĩ là càng xấu thôi. Nên thật ra thì có thông tin xấu gì đó thì nó ra sớm sớm đi, ví dụ ngày hôm nay buổi chiều nó có ra thông tin về việc là bắt tạm giam chủ tịch của LDG, thì thật ra là nhiều anh chị hỏi em là đây có phải là thông tin mà xấu hay không mà em đang trông đợi hay không, thì thật ra là không, là bởi vì thông tin này đối với em cái quy mô của LDG nó chỉ đâu đó 1.000 tỷ, tức là nó cũng dưới 1.000 tỷ, thì tất nhiên nó là thông tin xấu rồi, nó không phải là thông tin tốt đâu. Nó vẫn cho thấy được là giai đoạn vừa rồi cái vấn đề về pháp lý của các dự án bất động sản, các ông chủ đặc biệt là cái doanh nghiệp bất động sản mà có ngân hàng á, là sân sau á, thì đó là một trong những cái vấn đề mà em nghĩ là sau cái vấn đề Vạn Thịnh Phát vừa rồi á, thì chắc chắn sẽ rà soát lại cực kỳ nghiêm ngặt. Là bởi vì nếu mà cái trường hợp đó tiếp tục diễn ra thì nó sẽ khiến cho cái nền kinh tế cũng như là xã hội bị thất thoát rất là nhiều. Nên cái việc rà soát lại cái ông chủ đứng sau cái ngân hàng thực tế nè, rồi cái việc tài trợ vốn cho các công ty sân sau này, rồi thậm chí là tăng vốn ảo, rút vốn ảo thông qua các khoản vay này, thì chắc chắn là người sắp tới sẽ làm lại rất mạnh, và có thể nó vẫn sẽ còn những cái vấn đề giống như Vạn Thịnh Phát nhưng mà với quy mô nhỏ hơn thôi. Nên như mình đã xử được Vạn Thịnh Phát thì cơ bản này em nghĩ là vụ nào mình cũng sẽ cân được, là bởi vì nhà nước mình em nghĩ là cũng đã có sự chuẩn bị cho các cái vấn đề về kiểm soát dòng tiền, và cũng đã khoanh vùng được các đối tượng có tình nghi về các cái vấn đề đó rồi. Nên đối với em thông tin này nó chỉ là một cái thông tin gọi là thứ yếu thôi, nó không thực sự có tác động lên xuống thị trường được, là bởi vì vốn hóa doanh nghiệp chỉ có 1.000 tỷ, thì thật ra nếu mà có sự biến động thị trường nó chỉ trong một phiên thôi là đã mất hơn 1.000 tỷ rồi. Nên em nghĩ là nó chỉ là một cái tác động về mặt ngắn hạn về tâm lý nhà đầu tư, và đối với những nhà đầu tư cá nhân đầu cơ thôi, những người mà thích đánh penny á, thì em nghĩ là mới bị ảnh hưởng thôi, chứ thật ra con này thì cũng ít nhà đầu tư cá nhân tham gia, em nghĩ là ít ít ở đây là với quy mô lớn nha, về dòng tiền nha, anh chị thấy thanh khoản một ngày là 1.700.000 đúng không, với giá là 3 thì một ngày nó đâu đó giao dịch chỉ với cái khối lượng một ngày giao dịch chỉ có khoảng tầm 6 tỷ thôi, tức là cái lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia đây là không nhiều và cái lượng kẹp nó cũng không nhiều. Nên ngắn hạn thì anh chị nào mà có quan tâm cái thông tin này thì em nghĩ là nó cũng không thực sự là quá tệ đâu, tức là nó không phải là cái thông tin gì đó mà quá xấu đối với thị trường, rồi dẫn tới bán tháo đồng loạt trên thị trường đâu. Khi nào mà doanh nghiệp nó quy mô 10.000 tỷ, 20.000 tỷ á, thì có thể là có đó, có thể là có, nó sẽ có sự lây lan, và thậm chí là nó còn có thể lây lan sang các cái ngân hàng liên quan tới các doanh nghiệp đó nữa. Đấy thì đó là cái diễn biến hiện tại mà chúng ta cứ theo cái kế hoạch đó thì mình làm thôi. Chứ đoạn này anh chị cũng sẽ rất là khó đánh giá được cái diễn biến cung cầu của nó về tăng giảm đan xen như thế nào, bởi vì nó sideways mà, thì nó cứ tăng giảm như thế thì mình cũng đâu đoán được là khi nào nó tăng khi nào nó giảm đâu, nhưng mà mình biết được cái trạng thái của nó như vậy thì mình cứ bám theo cái trạng thái đó thì mình giao dịch thôi ha. Rồi đó là với thị trường, cũng như là một số cái điểm mà chúng ta cần lưu ý đối với thị trường hiện tại. Thì anh chị đều hiện tại đang xem video của em ha, nếu mà thấy hay thì đừng quên bấm like video nha, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký nè. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng có để thông tin liên hệ là Zalo cũng như là số điện thoại. Thì nếu anh chị nào mà có nhu cầu, đang muốn tìm kiếm, đang còn bế tắc trong quá trình đầu tư, muốn tìm kiếm một cái người hỗ trợ tư vấn thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em, để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư ha. Ngoài ra thì em cũng có cái đường link nhóm cộng đồng, anh chị có thể nhấn vào cái đường link này, để đăng ký tham gia vào nhóm cộng đồng của em, để trao đổi chia sẻ nhiều hơn, với những anh chị ở trong cộng đồng. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua đánh giá phân tích về cái diễn biến của các cái nhóm ngành đi, sơ lược về các nhóm ngành. Tương tự như cái video trước thôi, để mình đánh giá về cái dòng tiền ngắn hạn của nó ha. Đầu tiên là mình sẽ đi về ngân hàng trước này. Ngân hàng thì chúng ta vẫn đi qua ACB. ACB ngày hôm nay chịu cáp lực chốt lời ngược trở lại và nó phủ nhận là hoàn toàn cái nhịp tăng ngày hôm qua luôn. Nhìn chung thì em nghĩ là cái vùng cân bằng của nó cũng sẽ lên quanh khoảng tầm 21.8 đến 22 thôi, nên tạm thời nếu chị nào mà cầm thì follow tiếp cái vùng hỗ trợ dưới này. Trước mắt thì nó vẫn nên chủ động giữ trên cái gap tầm 21.8 nha. Nếu mà quay về dưới gap đó thì khả năng rất cao nó sẽ chỉnh tiếp về cái đáy cũ dưới này. Nếu chị là mà cầm ACB thì lưu ý ha. BID thì vẫn mang tính điều tiết, em nghĩ là với volume đều thế này thì thật ra BID cũng không có phân phối được hàng ở vùng này đâu. Công thương thì vẫn đang giữ giá lăn quanh cái mức tham chiếu, mặc dù ngày hôm nay có thời điểm trong phiên nó tăng được lên cái mức tầm 26.7, nó vượt lại trên cái ngưỡng MA10, nhưng mà cuối ngày thì nó cũng bị chốt ngược trở lại thôi. Nếu chị nào mà đang cầm công thương thì chú ý mình nâng cái chặn lại lên quanh cái đáy cũ dưới này khoảng tầm giá 25.5, 25.6, lăn quanh cái đuôi nến dưới này ha.
Nhìn chung thì nó là có lực cầu chủ động tham gia giai đoạn vừa rồi, và tính ra thì cái lực bán ở đây cũng không nhiều so với lại cái nhịp chỉnh trước đó của nó, nên nếu chị nào mà cầm thì em nghĩ là cầm tiếp được. Em thì vẫn kỳ vọng là nhóm ngân hàng nó sẽ có một cái lực cầu chủ động để giúp cho nhóm này nó quay về test là cái đỉnh cũ phía trên này thôi. Là bởi vì đối với em cái quý 4 này khả năng kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng là tốt nha, là tốt. Như anh chị có thể quan ngại về cái việc là tại sao kết quả kinh doanh nó tốt, là bởi vì có thể là cái niêm của nó bị ảnh hưởng giảm nhẹ khi mà lãi suất tiền gửi nó gì nó giảm xuống. Và lãi suất cho vay nó cũng giảm theo. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về câu chuyện đó chính là gì? Là cái việc thứ nhất là cái low base, để em từng nói một lần rồi, là cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ở trong năm ngoái so với cùng kỳ quý 4 rất là thấp. Đặc biệt là ngân hàng, là vì năm ngoái trích lập nhiều, trích lập cho các khoản trái phiếu rất là nhiều nha, thậm chí là cả tín phiếu cũng phải trích lập. Nhưng mà năm nay thì không có trích lập nữa, nên chắc chắn năm nay sẽ là một cái năm ngân hàng quý 4 có thể tăng trưởng đạt cái mức hai con số rất nhiều ngân hàng. Đó là do vì sao mà em nghĩ nó có động lực đấy chứ, nó vẫn còn động lực để nó tạo điều kiện và nó thu hút cái lượng cầu tham gia ở trong giai đoạn tới. Rồi Exim Bank thì ngày hôm nay vẫn đuối nha, ngày hôm nay Exim Bank cũng có một cái nhịp mà gọi là hơi trát nhẹ nha, trong phiên nó có thời điểm nó rướng được 18.9 rồi sau đó cuối phiên bị chốt ngược lại 18.2, nên ngày hôm nay anh chị nào mua Exim trong phiên thì có thể lỗ luôn khoảng tầm 3-4%. Rồi nhìn chung đối với em, Exim thì vẫn cần thời gian để sao quay lại, volume hiện tại hơi to. Nếu mà đợt này sao quay lại 17.5 tới 18 á, mà volume nó giảm lại thì có thể đợt sau mình canh mình tham gia được. HDBank thì vẫn đang hấp thụ cái lượng cầu, tức là đang test lại cung của cái đỉnh cũ vừa rồi, và nó có cái lực cầu đỡ giá là quanh phải tầm giá 18, nó vẫn đang chủ đích giữ trên cái mốc này. Trước mắt nếu anh chị mà cầm HDBank thì mình chú ý cho em cái hỗ trợ này là quanh cái ngưỡng tầm 17.8, 18 á. Thì anh chị mà đang cầm thì mình nâng cái stop loss ở đây luôn. Nếu mà giá nó quay về dưới cái ngưỡng 17.8 này thì khả năng rất cao nó sẽ về tiếp cái đáy dưới này khoảng tầm 17 để test là cái vùng hỗ trợ này. Nhìn chung thì con này cung cầu nó cũng không tự nhiên lắm đâu, anh chị nhìn vol là biết rồi. Con này một phần là do cái đoạn vừa rồi quỹ đai mình không mua thôi. Biên Việt thì bám hai biên ha, biên dưới là 14.8, 15, biên trên là khoảng tầm 16, 15.8, 16, để cứ bám hai biên mình trading thôi. Tạm thời thì đang ở lình xình ở phân nửa thì có thể canh khi mà giá nó về biên dưới này canh mua lại hoặc là mua thêm, và ngược lại khi mà giá nó chạm biên trên thì mình canh mình đảo ra bớt ha. Ngày hôm nay giá cao nhất mà nó chạm về trong phiên cũng được khoảng tầm 15.6. MB thì hiện tại cái hỗ trợ dày là quanh khoảng tầm 15, 17.5 ấy. Nếu mà hiện tại mà giá quay về dưới 17.5 thì anh chị có thể canh đảo ra bớt để mình chờ cover là ở quanh 17. Nhìn chung thì đây nhóm ngân hàng đoạn này có cái điểm yếu là bởi vì cầu thực sự có vẻ không quá sôi động với cái nhóm này. Có thể là nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ không có quan tâm nhiều đối với nhóm ngân hàng, một phần là do nhóm này nó có diễn biến khá là chậm so với những nhóm cổ phiếu khác. Cái thứ hai nữa là bởi vì tạo lập cũng thực sự không muốn kéo ngân hàng. Như em nói là tạo lập đang có chủ đích kìm hãm chỉ số, mà bây giờ kéo ngân hàng thì khác gì là kéo chỉ số đâu. Bởi vì ngân hàng là nhóm có vốn hóa rất là lớn, anh chị cứ hình dung là bây giờ chỉ cần Vietcombank nó kéo được 3-4% thôi thì ngay lập tức chỉ số đã tăng được khoảng tầm 3-4 điểm rồi. Nên đó là lý do vì sao mà giai đoạn này ngân hàng bị kìm lại, cũng là bởi vì thực sự họ chưa có chủ đích để kéo chỉ số. Nhưng một khi mà họ có chủ đích để kéo chỉ số, để đưa chỉ số về những cái mốc quan trọng như là 1150, 1200 hay là 1250 thì chắc chắn là nhóm ngân hàng phải được dùng, và nhóm ngân hàng thậm chí có thể là chủ đích, có thể là nhóm gọi là dẫn dắt luôn. Là bởi vì em vẫn thấy nó có câu chuyện, nhưng mà em chưa nhìn ra được cái dòng tiền thông minh nó thực sự muốn tham gia vào hay chưa thôi, tức là nó tham gia vào một cách quyết liệt thôi. Nó vẫn có sự dè chừng, có vẻ là nó vẫn đang trông đợi một cái điều gì đó, như em nói ở đầu video. Tech cơm thì vẫn lên sình ở vùng thấp thôi. Trước mắt thì Tech cơm và STB anh chị cũng hạn chế mua mới ở đoạn này. Một phần là bởi vì mặc dù là cái lượng cung ngày hôm qua có nói đúng không, ngày hôm qua STB là một phiên test lại cung volume thấp, thì nếu phiên ngày hôm nay là một phiên tăng trở lại đóng cửa trên 28 thì nó có thể tạo đáy được. Thế nhưng mà ngày hôm nay nó vẫn bị chốt người trở về quay về dưới 275 thì cho thấy được là cung vẫn bán quyết liệt rồi. Và cái lượng cầu ngày hôm trước thực tế nó cũng không quá mạnh. Thì khả năng rất là cao nếu mà cái việc nó tiếp diễn sideways là ở đoạn này, vì Techcom mà nó giữ lại quanh ngưỡng 29.530 này tiếp này, STB mà nó sideways lại tiếp 27.528 thì khả năng rất cao nó sẽ còn quét về cái đáy cũ phía dưới của nó là quanh khoảng tầm 27 nữa ha. Rồi tiếp theo là mình nói với bất động sản thì chúng ta quan tâm Nova này. Ngày hôm trước Nova nó nỗ lực nó vượt lên trên ngưỡng tầm giá 18 của nó này, đây thì nó test lại 18 hai lần không thành công này. Phiên ngày hôm nay là một phiên bị chốt ngược tiếp. Thì ngắn hạn nữa chị đã bên đây cầm Nova thì follow tiếp cho em cái phiên hàng về của cái ngày hôm qua xem là chủ đích của nó như thế nào. Trước mắt thì nó có hỗ trợ dày với là khoảng tầm giá 16.8, 17 đó, thì nếu chị nào mà cầm thì mình chủ động mình nâng cái chặn lại lên quanh đây nha. Nếu mà giá nó chui ngược về lại dưới cái nền này thì sẽ khá là xấu, là bởi vì thủng 17 thôi, thì thủng 17 thì khả năng rất cao đó sẽ quét chiều khoảng tầm 16, nên khi đó mình có thể cân nhắc mình đảo ra mình chờ mình cover lại sau ha. BDR thì mình vẫn giữ quan điểm là khả năng nó sẽ tiếp diễn cái đà tăng để test cái đỉnh cũ phía trên này quanh khoảng tầm 28.5-29 nha. Anh chị nào mà cầm thì follow tiếp này. DSG thì vẫn sideways hai biên, biên dưới là 19, biên trên là 21. Nam Long thì hỗ trợ dưới này là khoảng tầm 35.5, khá là dày.
kháng cự biên trơn là em đánh giá khoảng tầm đâu đó khoảng tầm giá 38.5 tới 39. Nhìn chung mà đối với Nam Long hiện tại thì em vẫn xét, nếu mà về mặt kỹ thuật á thì cơ bản là nó vẫn đang neo giá khá là tốt, đặc biệt là nó cũng đã có tín hiệu về dòng tiền và nó vẫn neo ở vùng cao, nên nếu anh chị nào mà đang cầm Nam Long thì mình cầm tiếp được cho em. Nếu mà nó vẫn neo được ở trong cái biên độ khoảng tầm 36 cho tới 38 thì mình cầm tiếp thôi. Nếu mà nó chưa vi phạm nha. Nếu mà nó vẫn neo trong cái ngưỡng này và thậm chí khi nó vượt lên trên 38 thì mình canh mua thêm được, bởi vì cái lượng cầu nó quyết liệt và nó tiếp diễn được cái lượng cầu tham gia ngày hôm trước. Tức là nó đã có signal về volume tham gia, tức là đã có một cái dòng tiền lớn tham gia ở giai đoạn vừa rồi. DG thì biên dưới là 24, biên trên là 27. Chị nào mà đang cầm DG thì follow tiếp cái vùng biên độ đó cho em. Như trong đoạn này nếu mà con nào có biên thì mình cứ bám biên mà trading thôi, cũng đừng có cố gắng đoán là ngày hôm nay nó sẽ tăng hay giảm. Cứ thấy nếu mà nó quay về ở vùng biên dưới hoặc là nó quay về cái vùng hỗ trợ dày ở phía dưới của nó thì mình chủ động mình tham gia hoặc là mình trading, và thấy khi nó chạm biên trên thì mình cũng canh mình đảo dần ra ha. Rồi, tiếp theo là mình nói về chứng khoán này. Chứng khoán thì ngày hôm nay SI cũng bị chốt tiếp nè, rồi VND cũng bị chốt ngược. Nhìn chung là SI thì nó vẫn đang lình xình ở quanh cái hỗ trợ dưới này khoảng tầm 30.5 tới 31 thôi. Đó, chị nào mà cầm SI thì chú ý, nếu mà giá nó quay về cái hỗ trợ đó lần nữa thì mình cũng có thể canh để mình trading được với cổ phiếu này. Nhìn chung thì điểm cộng của nó là nó vẫn chưa lắp lại cái gap mở ra lên quanh ngưỡng tầm 30.5. Nếu mà nó chủ động nó quay lại lắp lại gap đó, tức là đóng cửa dưới gap đó, đó thì xác suất rất là cao nó sẽ quét về cái hỗ trợ dưới khoảng 28. Nhưng mà nó vẫn cho thấy là cái lượng cầu trên 30 vẫn khỏe. Thì tạm thời mình cứ bám tiếp cái hỗ trợ lên quanh ngưỡng tầm 30.5 tới 31 đó của SI ha. Rồi SHS ngày hôm nay có những thời điểm trong phiên kê lệnh dày, rất dày, và ngày hôm nay cả hai đầu đều kê mua kê bán rất là dày luôn, nhưng mà cuối ngày thì áp lực cung vẫn chốt ngược trở lại, thì ngắn hạn cho thấy là cái lượng cung quanh quanh cái biên trên của nó 18 năm vẫn dày đúng không, tức là nó vẫn sideways trong biên khoảng tầm 17-18 thôi, nó chưa vượt lên hẳn được cái biên trên của nó, nên mình cứ bám tiếp thôi. Thì tạm thời nếu chị nào mà đang cầm SHS thì có thể canh quanh lanh quanh cái vùng tầm 18 năm là có thể canh chút dần ra rồi, và canh nó về lại biên dưới khoảng tầm 16.5-17 thì mình tham gia ngược trở lại nhà để mình trading trong cái biên độ của nó hiện tại ha. VCI thì vẫn gặp khó tại cái cản phía trên này tầm 42, HCM cũng vậy, HCM biên dưới là khoảng tầm 28-28.5, biên trên là 31 đấy. Thì đa phần cái cổ phiếu anh chị cứ bám tiếp nha. Nhìn chung em thấy là vẫn chưa có sự thay đổi quá nhiều về mặt xu hướng đâu. Nên ngày hôm nay cái cổ phiếu nó tăng, có tăng có giảm, nhưng mà cơ bản là cũng tăng giảm với một cái biên độ nhẹ, nó chưa thực sự có một cái áp lực bán hay là một cái áp lực mua nào mà nó gọi là nó quyết liệt về một phe nào hết. Thì cơ bản là mình vẫn sẽ theo cái plan, theo cái chiến lược trước đó thôi. Rồi đối với lại nhóm thép, thép thì ngày hôm nay có nhóm có Nam Kim là được neo giá tốt ở vùng đỉnh. Thật ra cái việc mà nó giữ lên quanh đỉnh này là rất tốt, là bởi vì nó vẫn cho thấy là nó hấp tụ lại cầu ở đây thôi, hấp tụ lại cái lượng cung bán ra ở đây thôi. Tất nhiên là hai cây nến rút chân liên tục, và thậm chí tính luôn cây nến ngày hôm 21 tháng 12 11 á, là ba cây nến rút chân liên tục quanh cái giá 23 này rồi. Nhưng mà rõ ràng nó vẫn cho thấy được là nó giữ ở 23 chứ không phải là nó giữ ở 21 22, tức là nó vẫn giữ ở vùng cao. Vậy nếu anh chị nào mà có chốt lời Nam Kim thì rõ ràng là chúng ta vẫn được chốt lời giá cao đúng không, chứ không phải là chốt lời giá thấp. Nên đó lý do vì sao mà em nghĩ là Nam Kim cơ bản là vẫn khỏe. Tất nhiên là nó có thể lình xình ngắn hạn, nhưng mà nó vẫn đang cho thấy cái sự hấp thụ của nó rất tốt ở cái vùng đỉnh cũ này. Hoa Sen thì nó chủ đích lui lại khi mà chạm cái cản trên quanh 22. Trước mắt thì Hoa Sen vẫn sideways trong cái biên tầm 20 tới 22.5. Nam Kim thì trong biên tầm 21 cho tới 23, thì em vẫn ưu tiên là hoặc là giá nó vượt hẳn lên trên 23, confirm lại và đóng cửa được ở trên mức 23 thì mình có thể canh để mình chơi đi ngắn. Nhưng mà ưu tiên của em ở đoạn mà thị trường sideways thế này á, thì rất là hạn chế mua break. Thì em vẫn ưu tiên là nếu mà cái giá nó có bắt lại tầm hỗ trợ bên dưới 21, hay là Hoa Sen bắt về cái hỗ trợ bên dưới quanh 20 thì mình canh mình chơi đi được, hay là Hòa Phát là cái hỗ trợ bên dưới quanh 25.5. Đấy, nhưng mà nhìn chung thì em vẫn đánh giá ngành thép là ngành có khả năng dẫn dắt thị trường ở trong giai đoạn tới, là bởi vì khả năng quý 4 kết quả kinh doanh nó sẽ được cải thiện, và thực tế là quý 1 em nghĩ là sẽ tốt rồi, do chúng ta vẫn có cái lượng hàng tồn kho giá rẻ rồi ha. Đó là với thị trường về ngành thép này. Rồi dầu khí nữa, chị nào mà đang cầm thì vẫn tập trung cho em nhóm BV nha. Lý do là mình tập trung nhóm BV một phần là bởi vì giá dầu đang khá là tốt, bên cạnh đó thì chúng ta vẫn đánh giá là cái động lực tăng trưởng của nhóm BV vẫn sẽ hấp dẫn hơn so với là những cổ phiếu khác ở trong ngành dầu khí, như là BVD, như là BSR hay là BLX. BLX em nghĩ là cũng khó, mặc dù là ngày hôm qua tăng rất tốt, nhưng mà thật ra con này từ xưa tới nay là rất là khó kiếm được tiền từ con này, là bởi vì cái biên của nó dây định thật ra thường biên rất là kém, với lại là cái vốn hóa nó lớn quá nên cái việc mà kéo nó đi xa thì nó cũng không khả thi. Trong khi đó những cái mã như là BVB này hay là BVC này, thì những mã này thì rất là dễ điều tiết ha, thậm chí là cả BBD và BVS. Trong khi đó thì đối với lại BSR ngày hôm nay thì cơ bản là em thấy là nó vẫn lình xình quanh 18-18.5, nó cũng chưa có sự thay đổi về mặt cung cầu quá nhiều. Điểm cộng là cái lượng volume nó cũng giảm dần ở quanh cái vùng này rồi, có thể em nghĩ là nó đang trông chờ vào cái giá dầu.
Đối với em ngắn hạn thì giá dầu có thể là vẫn còn một cái momentum, có thể tăng tiếp lên cái ngưỡng tầm 83 84 đô. Nhưng về mặt trung hạn ở đây, tức là từ khoảng vài tháng tới, thì em vẫn đánh giá là giá dầu cũng sẽ khó đi xa được. Nếu mà không có những cái diễn biến bất ngờ về mặt chiến sự ở Trung Đông. Hiện tại thì em nghĩ giá dầu vẫn tăng tiếp được nha, nó đang có một cái momentum khá là tốt. Với lại cái momentum từ hàng hóa đó, tức là cái commodity á. Đợt này là có ai là có commodity, là có vàng này đúng không, có thép này, có đồng này, rồi có cao su, có đường, rồi có dầu khí này, có phân bón hóa chất này. Em nghĩ là nhóm đoạn này á, cái nhóm commodity là nhóm rất dễ hút tiền nha, là bởi vì thực ra trong một cái bối cảnh mà thị trường đang bị khác về dòng tiền á, thì rõ ràng nếu mà chúng ta có một cái thông tin hỗ trợ ngắn hạn, ví dụ như giai đoạn vừa rồi nhóm thép có tăng tốt đi, thực tế là bởi vì cái giá thép HRC đang tăng rất là tốt từ vùng đáy. Nếu tính từ đầu tháng 9 thì nó cũng đã tăng được từ cái mức 700 lên cái mức là 1.115 rồi. Trong khi đó thì một số cái mặt hàng khác, ví dụ như thậm chí em nói ngành cảng biển, là cái chỉ số là BID Index này, đây là cái chỉ số được đo lường cái cước vận tại biển. Đấy, thì anh chị thấy được là trong những thời gian gần đây, chỉ trong khoảng vài phiên thôi, từ ngày 13 tháng 11 tới bây giờ thì nó cũng đã tăng vượt cái đỉnh rồi. Nên đó là lý do vì sao mà cái ngành vận tải biển như là HAH này ha, hay là vận tải nha, là HAH, BVT, rồi BVB, thì khả năng cao giai đoạn sau là vẫn sẽ hút được tiền, bởi vì nó có cái động lực từ các cái chỉ số này. Tức là giai đoạn này là giai đoạn mà dòng tiền không biết đi đâu, nên dòng tiền phải cần cái gì đó định hướng, thì những cái giá hàng hóa hay là những cái index này, những cái chỉ số này, nó sẽ giúp cho các cổ phiếu đó thu hút được dòng tiền ở trong ngắn hạn. Trong ngắn hạn ha. Rồi thì đó là cái diễn biến hiện tại mà chúng ta cần lưu ý đối với thị trường. Chiến lược thì vẫn là duy trì cái giao dịch ở trong cái biên độ sideways mà trước đó chúng ta đánh giá thôi. Rồi thì anh chị hiện tại đang xem video ha, đừng quên bấm like video của em nha. Đừng quên like video. Những cái like video của anh chị chính là động lực lớn nhất để em tiếp tục duy trì làm những cái video hàng ngày để nhận định cho mọi người. Bên cạnh đó thì anh chị hiện tại đang có nhu cầu, đang muốn tìm kiếm một cái người tư vấn ha, một cái broker, một cái người môi giới tư vấn về thị trường, về cổ phiếu, thì anh chị có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em, để được hỗ trợ về tư vấn về danh mục, về cổ phiếu hay là về tâm lý tình cảm khi đầu tư cũng được, nếu mà anh chị còn đang thiếu. Rồi cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em nha. Ngoài ra thì em cũng có cái đường link cộng đồng, anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký tham gia vào cái đường cộng đồng của em, để được hỗ trợ cũng như là có thể trao đổi chia sẻ nhiều hơn với những anh chị ở trong cộng đồng ha. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào và gặp lại chị ở trong những cái video kế tiếp nha. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Tạm biệt mọi người.